vị khán giả đài Apple TV 21.12. Chúng tôi Linh Mục Trần Quốc Hùng, quản nhiệm cộng đoàn Holy Rosary, hôm nay được trao trách nhiệm hướng dẫn cho cái chương trình tôn giáo và đời sống được hân hạnh tiếp truyền với quý vị trong ngày hôm nay. Và giờ đây chúng ta có một số đại diện của các tôn giáo khác có mặt ở đây. Xin mời cư sĩ. Dạ, tôi cư sĩ Nguyễn Anh Dũng trân trọng kính chào quý khán giả của đài Apple TV 21.12. Kính chào Hòa Thượng, lâu quá mới gặp lại. Kính chào Mục Sư và Linh Mục điều hợp chương trình. Dạ, tôi là Hòa Thượng Thích Đức Việt. Trân trọng kính chào chư vị khán giả của đài Apple TV 21.12. Kính chào chư vị lãnh đạo tinh thần, chào mọi cư sĩ, chào Mục Sư, chào cha. Tôi là Mục Sư Nguyễn Hiền, xin kính chào quý vị khán thính giả và kính chào cư sĩ, Hòa Thượng và Linh Mục. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong đời sống chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, nhất là bây giờ cái chương trình này là cái lần cuối cùng của năm nay và tất niên. Và chúng tôi nhìn vào trong cái năm vừa qua, thế là nhiều cái biến chuyển làm cho người ta bận tâm, lo lắng. Có nhiều cái vấn đề xảy ra, thí dụ như là đầu năm vừa rồi cái đành ở Houston làm cho biết bao nhiêu người mà bị ảnh hưởng khá nặng nề. Và không những vậy mà bây giờ cần tưởng rằng là cái bệnh Covid nó sẽ đi, nhưng mà nó lại biến chuyển qua Delta. Bây giờ đến cuối năm thì là biến chuyển qua một cái biến thể khác, làm cho người ta lo sợ, bận tâm, lo lắng nhiều. Chính vì vậy mà trong ngày hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài là những sự mà lo âu trong đời sống, biết nhiều những sự mà căng thẳng trong cuộc đời, để mà làm sao để mà tìm được sự mà bình an giữa cái sự biến cố, những sự mà căng thẳng đó. Như vậy cứ câu hỏi đầu tiên rằng là trong cuộc sống có những cái biến cố làm cho người ta mất bình an, và việc đó, cái sự mà bất bình an đó, cái sự mà căng thẳng đó, nó ảnh hưởng đến người đó như thế nào, cá nhân người đó, hoặc là nó ảnh hưởng đến những người xung quanh ra sao trong cuộc đời, ít hay nhiều chắc cũng ảnh hưởng. Xin mời cư sĩ giúp đỡ. Dạ, kính thưa quý vị, đã là con người sinh ra ở cõi trần thế này thì chúng ta sẽ không thoát khỏi cái sự bất an. Hễ có thân là và có tâm là phải có sự bất an. Thế nên ở trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta thấy rằng cái sự chi phối trong cái sự bất an của con người đó qua cái thân của mình đối diện với những cái cuộc sống, và tâm của mình đối diện với những cái tình cảm. Thì từ đó mà chúng ta thấy rằng mỗi một ngày con người lớn lên với cái mái tóc xanh và bắt đầu đi dần tới cái mái tóc bạc, rồi lần hồi mỗi một cái thời gian đi qua, những cái sự lo lắng, những cái sự chồng chất mà nặng trĩu ở trong lòng của mỗi người, nó dẫn con người đi đến một cái giai đoạn mới của cuộc đời. Từ ở chỗ mà cái sự bất an của mỗi con người, thế nên ở trong cái mỗi tôn giáo đều hướng dẫn một con người qua một cái nhìn có cái trí tuệ. Và chúng tôi thấy rằng khi mà chúng ta sống đơn giản, chúng ta bớt lệ thuộc vào những cái vấn đề xung quanh, và đồng thời mang tỏa cái tình thương đến những người xung quanh, và coi những người xung quanh như trong giáo lý Phật giáo Hảo đó là những người ơn, thì cái nhìn của cái bất an, cái nhìn của sự lo lắng nó sẽ bớt đi nhiều. Và đặc biệt nhất là trong cái giai đoạn này, cái giai đoạn mà chúng tôi thấy nào dịch bệnh, rồi công ăn việc làm, rồi đồng tiền mất giá, đương nhiên nó sẽ tạo sự bất ổn và bất an trong cái túi tiền của hàng ngày của con người. Và cái dịch bệnh thì chính như cái chỗ mà bất an đó chúng ta sẽ tìm thấy được ở trong cái giải quyết vấn đề qua cái trí tuệ, qua cái sự đoàn kết trong gia đình. Tại vì nếu mình bất an, mình là chủ trong gia đình, mà nó sẽ tạo ra những cái ảnh hưởng cho những người xung quanh, và cái trụ cột trong gia đình mà bất an thì chúng ta không có nâng đỡ được những người thân trong gia đình, tạo cho những người thân gia đình không có cái hướng đi được tốt đẹp. Cảm ơn quý sĩ, xin mời Hòa Thượng. Cảm ơn Linh Mục điều họp. Kính thưa quý ngài và quý vị
con người là một một phần của cái hợp thể hợp quần. Mình không thể sống riêng một mình mà mình với ai đó, từ cái người thứ hai và trở lên nhiều, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè, đồng nghiệp, đồng đạo, vân vân, nhiều cái đồng lắm. Cho nên cái vui của người này là có thể là một cái vui rất là thân thiết của cái người thứ hai và nhiều người. Ngược lại cái buồn của người này có thể là cái buồn lây lan cho người khác, nhất là cái tình thân ái, nó là một sự quan tâm lẫn nhau. Cho nên nhưng mà cái buồn á, cái bất an á, là cũng là một cái chuyện rất là bình thường, luôn luôn xảy ra cho trong tâm lý, trong ý nghĩ của mình. Tại vì mình có cái muốn và cái không muốn, có cái tham ôm vô, kéo vô, vừa lòng thích ý mà có cái không thích, tức là nói cho rõ là mình chạm từ ái, mình buồn, mình không chấp nhận được. Thành ra cái thích và cái không thích đó là cái chỗ mảnh đất màu mỡ để cho cái vui và cái không vui, buồn và cái hạnh phúc, cái an vui. Vâng, cho nên chúng ta phải trở về với những cái giá trị tôn giáo. Đó là lý do tại sao mà tôn giáo có mặt. Tức là con người vốn là cái nếp sống bất an, bất toàn, và mình lại cộng thêm với cái người chung quanh nữa. Cho nên chúng ta phải cố gắng để học hỏi những nguyên tắc làm như thế nào đó để mà đời sống của mình nó tốt đẹp hơn. Chúng ta biết là tất cả mọi việc đều có cái công thức, đều có cái nguyên tắc hết. Chúng ta thấy ví dụ ngày hôm nay chúng ta cầm cái điện thoại, chúng ta cầm cái iPad hay là cái laptop, computer, vân vân, thì chúng ta sẽ có cái mật mã để mở ra. Thì cái mật mã đó chính là tôn giáo giúp cho chúng ta để mở ra cái nguyên tắc mà gìn giữ cho cái đời sống, cái an nó được nhiều hơn và cái bất an nó ít hơn, và cái hạnh phúc nó nhiều hơn và cái đau khổ nó ít hơn, và mình cùng với tha nhân. Dạ. Cảm ơn Hòa Thượng, xin mời mục sư. Dạ. Tất cả chúng ta đều công nhận rằng cuộc sống của chúng ta thì đầy dễ những cái lo lắng và bất an. Và lo lắng, bất an là nó có do là một cái trạng thái của tâm hồn chúng ta. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, bởi những cái tác động ở bên ngoài. Nó có những cái yếu tố, nếu chúng ta rất là bình an, lòng của chúng ta không nghĩ gì cả, nhưng mà bên ngoài đương súng nổ, đương gọi là nhiều cái sự đánh lộn nhau, hoặc là cuộc sống xã hội bây giờ không còn kiểm soát được nữa, thì đó là cái bất an mà bên ngoài nó ảnh hưởng chúng ta, giờ chúng ta không muốn điều đó. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp thì bên ngoài rất là yên tĩnh, như là cái mặt nước hồ Thu vậy đó, nhưng mà tâm hồn của mình thì dao động, bởi vì bên trong mình có những, chẳng hạn như chúng ta làm một điều ác. Thánh Kinh có nói một câu là kẻ ác chạy trốn giàu không có ai đuổi theo, tức là không có ai rượt đuổi hết, nhưng mà kẻ ác luôn luôn cảm thấy dường như có người nào đã rượt đuổi mình mà mình cứ chạy trốn hoài. Thế thì cái bất an đó là cái bất an do lương tâm của mình cáo trách mình, do mình sống có một điều gì đó làm cho tâm hồn của mình nó không có yên tĩnh được. Và cũng có những cái bất an nó do người ta gọi là tưởng tượng thái quá, do cái trí tưởng tượng. Đa số người ta, các nhà tâm lý cho biết rằng là con người chúng ta sống hầu hết là dựa vào cái trí tưởng tượng. Nếu mình mà tưởng tượng tốt đó, thì mình sẽ vui. Còn nếu mà mình cứ nghĩ những cái điều xấu và mình tưởng tượng lên những cái tương lai u ám, một cái viễn cảnh đen tối, một cái tai vạ nó sắp ập tới mình, thì tự nhiên lòng của mình này lo sợ, và trạng thái của con người là nằm ở trong tất cả những cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên quả thật cuộc sống của con người thì là một cái cuộc sống mà rất cần về vấn đề tâm linh. Chứ chúng ta không phải chỉ là những con người về thể xác mà chỉ cần cơm ăn áo mặc đầy đủ thì chúng ta bình yên đâu. Ngay cả những người giàu, ngay cả những người sống trên nhung lụa, trong cái địa vị cao, chúng ta cũng cảm thấy rằng lòng của họ vẫn bất an. Thì đó là một cái tình trạng chung của nhân loại. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong đời sống chúng ta muốn cái sự mà an lành, bình an. Nhưng mà nhiều khi là mình muốn như vậy, nhưng mà cái biến chuyển xảy ra chung quanh làm cho
chúng ta mất bình an. Thí dụ chúng ta là đang ngồi lái xe, đang thưởng thức cái bài nhạc trên đường lái xe về nhà, tự nhiên có một cái xe khác nó chạy ngang trước mặt rồi dừng lại trước mặt mình, làm cho chúng ta bực mình, tưởng là bị tai nạn tới nơi. Cái sự mà mất bình an đó cho xảy ra cho chính mình, đó chỉ có mình đối diện với mình mà thôi, chỉ có nghe được. Nếu mà chúng ta sự mà càm ràm hoặc là la lối, chỉ có mình mà nghe thôi. Nhưng mà mang cái sự mà mất bình an đó về nhà là ảnh hưởng đến những người xung quanh trong gia đình. Có thể họ muốn tưởng là vợ chồng về nhà vui vẻ, nhưng mà lại ngược lại thấy mang tới cái sự mà mất bình an từ bên ngoài vào, nên cũng ảnh hưởng đến người xung quanh và ảnh hưởng đến người khác. Và chính vì vậy mà trong đời sống chúng ta thấy nhiều khi mình cần phải hồi tưởng lại coi là mình có mất bình an trong lòng hay chăng. Thí dụ là những lần gần đây có những sự nào căng thẳng nào trong cuộc sống mà chúng ta nhiều khi tự nhiên mình bực mình lên, hoặc là nói ra những lời nói bình thường mình không có muốn nói, nhưng mà có những lời nói như là gây ra cái sự mà xáo trộn trong gia đình, chính bởi vì từ nơi chính mình mà ra. Hoặc là nhiều khi chúng ta có tự nhiên cảm thấy biết bao nhiêu cái gánh nặng đè nặng trên vai, rồi cảm thấy gì mà căng thẳng trong cuộc sống, cho dù tự nhiên nó xảy ra, hoặc là một việc nó xảy ra rất là đơn sơ bình thường, nhưng mà nhiều việc cái đè nặng trên vai làm chúng ta trở nên khó chịu, và đồng thời từ chính nơi chính mình mất cái sự bình an đó. Và nhiều khi có thể là những điều mình tưởng tượng rằng là có thể làm được, giải quyết được, mà cái sự mà giới hạn của chúng ta nó cũng có giới hạn thôi, hoặc là những việc làm chúng ta cái sự mà giới hạn đó mà thôi, nó không có hoàn toàn giải quyết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Nên cái sự mà mất bình an đó, lo lắng đó xảy ra thường xuyên, thường ngày trong đời sống chúng ta. Và muốn tìm lại cái sự mà bình an, muốn tìm lại sự mà quân bình trong đời sống, nhiều khi chúng ta tự mình không thể nào giải quyết được vì cái sự mà khiếm khuyết hoặc cái giới hạn của mình, mà cần đến một điều khác như khác, hoặc là giáo lý, hoặc là tôn giáo, để mà chúng ta tìm lại hoặc là nhìn vào trong chính mình để nhận ra mình là ai, hoặc là cần thay đổi những điều gì, hoặc là cần có cái điều nào làm để có sự mà tốt hơn cho đời sống của mình. Chính vì vậy, thưa quý vị và thưa cô ngài, như vậy nếu mà tôn giáo có những lời khuyên nào, hoặc là sự mà khuyến khích nào, hoặc là những lời dạy nào từ trong giáo lý của mỗi tôn giáo để mà nói về cái sự mà giúp cho cái người mà mất bình an đó để mà tìm lại sự bình an. Dạ, xin mời. Cảm ơn linh mục. Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta sống bằng cái trí tuệ và tình thương đó, và biết để lên và giác lên vai và biết để xuống. Khi tôi nói giác trên và để xuống đó, bằng cái trí tuệ và tình thương đó, để chúng ta thấy rằng những cái gì của bên ngoài, nãy linh mục có nói những cái gì của bên ngoài mình nên để xuống tại nơi đó, tại vì cũng có nhiều cái câu chuyện về đã xảy ra ở một nơi công sở hoặc một nơi nào đó, nhưng mà đáng lẽ mình để nơi đó rồi, nhưng mà mình không để nơi đó, về tới nhà trong cái bữa ăn mình cũng vẫn đem cái chuyện đó ra, thì cái đó mình không có sống bằng trí tuệ và tình thương. Do đó trên giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy con người sống bằng cái con đường trung đạo. Trung đạo tức là đạo pháp thường hay dung giới hòa. Xét người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Mình đối diện với lại những người xung quanh trong những cái tình huống mà nếu mình cảm thông được những người đó, mình xét cho tột, thì như thế cái sự gây hấn và hiểu lầm nó sẽ bớt đi nhiều. Và nếu mà chúng ta sống trên được con đường trung đạo thì chúng ta biết thân của chúng ta ở nơi cái hội đoàn này, ở trong căn phòng này thì nên làm như thế nào, thân mình nó có trụ được hay không, hoặc là cái ý của mình nó có hòa hay không, hoặc là cái khẩu của mình có nói chuyện được hòa đồng với mọi người hay không. Thì khi cái nhìn được cái vấn đề trong cuộc sống qua thân khẩu ý thì nó sẽ giúp cho chúng ta được bớt cái đau khổ. Đôi khi người ta bằng khi mà cái nghe của mình á, người ta nói vào những cái lời nó không vui trong 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 tai của mình á, nếu mình không có cái lọc, cái chọn lựa
bằng cái sự dung hòa đó, thì bắt đầu cái đó nó gây đau khổ cho mình, rồi cái phản ứng của mình qua cái khẩu nghiệp, rồi cái ngôn từ của mình nó không có đẹp, thì từ đó nó xảy ra nhiều cái vấn đề khác giữa hai bên. Do đó trong cái tinh thần của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, có hòa tức là không chiến tranh, có hảo tức là giúp đỡ lẫn nhau trong một cái tinh thần giữa người với người, và coi người với nhau là những người người ơn. Thì nếu mình cũng cao coi như vậy thì cái sự bất an của mình vì người khác là một cái đối tượng không thân thiện với mình nó sẽ bớt đi nhiều, và chính mình là một cái đối tượng để người khác nhìn thấy rằng lúc nào đến với mình cũng có sự an lành, không phải là cái người tạo nguy hiểm cho người khác. Cảm ơn các cư sĩ, xin mời Hòa Thượng. Kính thưa ngài và quý vị, lời dạy của Đức Phật có nói mỗi con người không phân biệt nam nữ, đông tây, nam bắc gì hết, xưa cũng vậy, bây giờ và tương lai cũng vậy. Đó là mỗi người đều có cái năm cái khả dĩ, năm cái năng lực, năm cái quan năng mà gọi là ngũ căn, tức là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Tính tức là có khả năng thiết lập đức tin chân chánh, tấn tức là có khả năng có thể làm được những chuyện tốt do cái sự tích cực siêng năng của mình, niệm tức là có khả năng để ức nhớ, ghi nhớ, dù mình ngồi đây mà mình biết mình ngồi, mình nói, mình đi, mình đứng, mình nằm ngồi, mà mình có thể có giây phút mình nhận ra cái oai nghi mà đi đứng nằm ngồi của mình, cái suy nghĩ của mình, tâm mình nghĩ gì, vui buồn vân vân. Định tức là thanh thản, yên lặng, tuệ tức là sáng suốt. Thì tất cả tín, tấn, niệm, định, tuệ đó, không ai mà không có cái đó. Nhưng mà mình sử dụng tín đó là chánh tín hay là tà tín, tấn đó là chánh tinh tấn hay tà tinh tấn, niệm đó là chánh niệm hay tà niệm, định đó là chánh định hay là tà định, tuệ đó là chánh tuệ hay là ác tuệ, vân vân. Như vậy thì ở đây ai trong chúng ta cũng vậy, chỉ có cái là cái sự cố gắng của mình thôi, mà cố gắng mình được cái sự khích lệ của các bậc lãnh đạo tôn giáo, các ngài thương, tại vì cũng đã như Đức Phật là trong quá khứ của mình cũng bị trôi lan sinh tử khổ đau, tuy nhiên Đức Phật biết ý thức được là làm sao để ra khỏi cái hấp lực của cái điều sai lạc sai quấy gọi là phiền não, tham lam, sân hận, si mê của mình. Do vậy Đức Phật đã tìm ra cái căn nguyên, đã tìm ra cái nguyên tắc. Thì do vậy cái giáo lý, cái pháp môn đó là nhắc cho chúng ta để trở lại với chính mình, để tự mình. Giống như mình muốn có tiền thì phải đi làm đi, để có tiền tiêu xài. Mình muốn có gạo ăn thì phải chịu khó là lao động, làm việc, có tiền mua hay là làm nông, vân vân. Thì nói tóm lại là chúng ta có hết khả năng rồi, có tất cả những cái điều kiện để đem lại cái hạnh phúc cho mình rồi, nhưng mà mình không khai thác, mình ý lại, mình trông chờ người khác. Cảm ơn Hòa Thượng, xin mời mục sư. Đối diện trước những cái lo lắng và bất an thì trong Thánh Kinh cũng có rất nhiều những cái lời khuyên dạy làm cách nào để mà chúng ta có được một cuộc sống bình an. Thì trước nhất thì Thánh Kinh mô tả rằng cái bình an thật đó là cái bình an của tâm hồn, giàu chứ không phải là dựa vào hoàn cảnh, bởi vì hoàn cảnh thì nó luôn xáo động, cuộc sống là vô thường và chung quanh chúng ta không có thể nào bắt cho nó yên ổn được, tiếng động nó vẫn diễn ra, nhưng mà cái phản ứng của chúng ta trước cái tiếng động đó như thế nào, có khi một tiếng súng nổ lên có người thì giật mình ngã ngửa chết nữa mặc dù chưa trúng, có người thì hơi nhúc nhích một chút, sợ hãi một chút, la hét, nhưng có người khác thì có khi người ta ngồi bình thản, người ta mỉm cười. Thế thì cái vấn đề mà Kinh Thánh muốn nhắm vào nhiều nhất đó là cái trạng thái của tâm hồn của chúng ta nó quan trọng. Còn hoàn cảnh thì quả hẳn là phải có thôi, cái có ngày có đêm, phải có mưa có nắng, phải có bốn mùa, chứ không bao giờ mà nó gọi là như ý của chúng ta cả. Cho nên chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi tâm hồn của chúng ta. Và Thánh Kinh luôn luôn nhắc cho chúng ta rằng là mỗi người chúng ta đó, cái tâm hồn của mình nó thường là chúng ta không có cái sáng, không có cái sự sáng, cho nên chúng ta không hiểu, mà không hiểu thì chúng ta sẽ lo. Chẳng hạn như nếu chúng ta hiểu, ở ngoài cái tiếng súng, tiếng nổ đùng một cái đó là cái tiếng pháo, tự nhiên chúng ta thấy vui lắm.
Nhưng mà cái người khác thì nghĩ là đùng một cái là có người chết, họ đừng dí và bắn mình, thì tức là bắt đầu chúng ta đã thấy rằng là đã có cái vấn đề lo sợ. Thế thì cái hiểu, cái sáng nó quan trọng lắm. Một cái sự việc nó xảy ra, Covid-19 đến, nếu mình hiểu được thì mình sẽ không cảm thấy nó lo sợ lắm nhá. Hay là bây giờ sắp tới đây thiếu về phương diện này, phương diện kia gì đó, mình hiểu nó cũng không quan trọng lắm, thì mình cũng có thể thay thế bằng cái khác. Thì khi mình hiểu được những cái đó thì tự nhiên mình bớt đi cái sự lo lắng, thưa quý vị. Cho nên trong cuộc sống này đó, chúng ta cần cái sáng lắm. Và cái sự sáng đó thì Chúa nói rằng Chúa là sự sáng. Bởi vì cái sáng mình ngủ, mọi người mình đều có, bản thân của chúng ta đều có cái sự sáng của mình. Nhưng mà cái sự sáng đó nó rất là giới hạn. Vì vậy cho nên không đủ để chúng ta có thể hiểu được những cái biến diện. Có rất nhiều cái chuyện chúng ta không hoàn toàn không hiểu tại sao nó là như vậy. Phải không? Tại sao mà cái sự việc đó nó diễn ra nó quá, nghĩa là nó có thể là tàn nhẫn với mình quá, nó dồn dập quá, hoặc là nó trái với cái điều mình suy nghĩ quá, không, mình không mong đợi. Nhưng mà trong cái những cái biến diện đó thì chính sự sáng của Chúa mới giúp cho mình được. Và vì vậy cho nên chúng ta cần cái sự sáng của Thiên Chúa là như thế. Cho nên những người theo Chúa thì luôn luôn trước một sự việc gì là cầu xin, để xin Chúa soi sáng cho mình hiểu tại sao cái sự việc này nó xảy ra, tại sao mình đương ở trong cái cơn bệnh, tại sao mình đương trong cảnh thiếu thốn. Và khi mình hiểu được rồi đó thì mình sẽ chấp nhận, và thậm chí là mình có thể gọi là rút ra được những cái bài học quý giá nữa ngay trong cái hoàn cảnh mà gọi là thử thách, gọi là khó khăn đó. Đó là nó cái sáng. Mà ngoài cái sáng ra đó thì Thánh Kinh nói đến cái sống. Chúa là sự sống, Chúa là sự sáng và cũng là sự sống. Sáng có nghĩa là mình hiểu, nhưng mà bây giờ mình hiểu thì hiểu thôi, mà bây giờ bó tay rồi, lực bất tòng tâm rồi, không cách nào làm được hết, không cách nào giải được cái nỗi oan, nỗi khó này cả. Thế thì cái sống đó có là cái sức, cái năng lực, thì chính nhờ cái năng lực đó nó giúp cho mình, để mà mình có thể đủ sức. Chẳng hạn như là có những gánh nặng mình không cất khỏi được, nhưng mà Chúa lại thêm cho mình cái sức mạnh của đôi vai. Chúa cho mình cái năng lực để mà mình chấp nhận, mà mình hiểu được, và mình có thể đương đầu, đứng vững đối diện với cái hoàn cảnh đó. Thì đó là những điều rất là cần thiết. Cảm ơn quý ngài. Thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi trong chương trình trong thời gian vừa qua, và giờ đây chúng tôi xin được mạn phép là dừng lại trong giây lát. Sau chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.